Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 20, mắt phượng, mày ngài, gương mặt thanh tú với làn da đẹp không tì vết. Khi vua Bảo Đại đã quyết định cưới bà, lúc ấy đã nổ ra một làn sóng trong triều đình lẫn Vatican, vì bà theo Công giáo La Mã mà vua Bảo Đại thì không theo tôn giáo nào. Theo luật Công giáo, người trong đạo không được lấy người ngoại đạo trừ khi phải cải đạo. Khi ấy, vua Bảo Đại đã nói một câu Au pale in iaves quiundio l'emperor fiducien, tức là trong cung chỉ có một ông trời, đó là hoàng đế, tức thiên tử.